Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, theo thông tin tham khảo từ các cơ quan dự báo quốc tế, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 4 có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam Biển Đông và hai cơn bão ở phía đông Philippines. Áp thấp và bão có thể đi vào Biển Đông. Nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do áp thấp nhiệt đới, bão có thể xảy ra, tránh tâm lý chủ quan, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.